chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, qua câu chuyện của ông Barnaba và ông Mark trong phân đoạn Kinh Thánh Công vụ các sứ đồ chương 15 câu 35 đến câu 41 của bài học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Từ thất tín thành hữu dụng, chúng ta thấy được giá trị của một tấm lòng luôn biết khích lệ, động viên anh chị em vượt qua những mặc cảm tự ti để đem lại những kết quả cho nhà Chúa. Nhưng Phao-lô và Ba-na-ba ở lại tại thành Antioch giảng tin lành và dạy đạo Chúa với nhiều người khác. Sau ít lâu, Phao-lô nói với Ba-na-ba rằng: "Chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anh em trong các thành mà chúng ta trước đã giảng đạo Chúa, xem thử ra thế nào." Ba-na-ba muốn đem theo Giăng, cũng gọi là Mác, nhưng Phao-lô không có ý đem Mác đi với, vì người đã lìa hai người trong xứ Pamphili, chẳng cùng đi làm việc với. Nhân đó có sự cãi lẫy nhau dữ dội, đến nỗi hai người phân rẽ nhau, và Ba-na-ba đem Mác cùng xuống thuyền vượt qua đảo Chip-rơ. Còn Phao-lô sau khi đã chọn Si-la và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa thì khởi đi. Người trải qua xứ Syri và xứ Cilici làm cho các hội thánh được vững bền. Câu gốc của bài học: chỉ có một mình Luca ở với ta, hãy đem Mác đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm. Timôthê nhì chương 4 câu 11. Câu hỏi suy gẫm: ông Mác là ai? Liên hệ thế nào với ông Ba-na-ba? Vì sao ông Mác lìa bỏ đoàn truyền giáo giữa chừng? Nhờ đâu mà ông Mác từ một người thất tín trở thành người trung tín và hữu ích? Chúng ta học được gì qua câu chuyện này? Kính thưa quý vị, ông Mác cũng có tên là Giăng, là con trai của bà Mary, một phụ nữ giàu có và yêu mến Chúa tại Jerusalem. Nhà bà cũng là nơi nhiều môn đồ hiệp lại cầu nguyện cho sứ đồ Phi-e-rơ khi ông bị vua Herod bắt giam. Công vụ chương 12 câu 11-12. Ông Ba-na-ba, một trong những lãnh đạo của hội thánh Jerusalem, là anh em họ của ông Mác. Côlôse chương 4 câu 10. Trong vòng truyền giáo thứ nhất, ông Ba-na-ba đem ông Mác theo làm phụ tá cho ông và sứ đồ Phao-lô. Nhưng khi vào xứ Pamphili thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, ông Mác lìa đoàn truyền giáo trở về Jerusalem. Công vụ chương 13 câu 13. Việc ông Mác bỏ dở trách nhiệm nửa chừng khiến sứ đồ Phao-lô rất thất vọng. Nên trong vòng truyền giáo thứ nhì, ông không cho ông Mác tham gia, dù ông Ba-na-ba cương quyết đem ông Mác theo. Kết quả là sứ đồ Phao-lô chọn ông Si-la làm bạn đồng hành, còn ông Ba-na-ba dẫn ông Mác theo thành lập đoàn truyền giáo khác. Chúng ta không biết lý do vì sao ông Mác lại thất tín khi lìa bỏ đoàn truyền giáo trở về Jerusalem, không tiếp tục công tác ông đã bằng lòng dấn thân phục vụ. Có thể có một sự bất mãn nào đó, hoặc do không chịu được gian khổ, nhưng dù lý do nào, thì rõ ràng ông Mác vẫn là một người không trung tín trong công việc Chúa. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã dùng ông Ba-na-ba, vừa là bà con với ông Mác, vừa là con trai của sự an ủi. Với ơn an ủi nâng đỡ đó, trong hành trình truyền giáo với ông Mác, ông Ba-na-ba đã giúp đỡ để người thanh niên này được trưởng thành tâm linh, từ người từng thất tín trở thành người trung tín hữu dụng cho Chúa. Về sau, ông Mác phụ giúp sứ đồ Phi-e-rơ chăm sóc hội thánh tại Roma. Sứ đồ Phi-e-rơ gọi ông Mác là con thuộc linh một cách thân mến. Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 13. Chắc chắn nguồn thông tin chính cho phúc âm Mác là từ sứ đồ Phi-e-rơ do mối thâm tình của hai người. Bằng chứng rõ ràng về sự biến đổi của ông Mác từ một người thất tín thành một người trung tín, đáng tin cậy và hữu ích là lời nhắn gửi của chính sứ đồ Phao-lô cho ông Timôthê: hãy đem Mác đi theo với con, vì Mác rất hữu ích cho chức vụ của ta.
Timôthê nhì chương 4 câu 11, bản truyền thống hiệu đính. Câu chuyện xảy ra cho thấy, con người, kể cả những người lãnh đạo thuộc linh, cũng có lúc thành công, lúc thất bại. Xin Chúa dùng chúng ta là một Ba-na-ba trong hội thánh để góp phần nâng đỡ những người yếu đuối trở thành người hữu ích cho Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài vì có những lúc con cũng vấp ngã như ông Mác, nhưng nhờ gương và sự dẫn dắt khôn ngoan của những Ba-na-ba trong hội thánh, con tìm được niềm vui của người đầy tớ ngay lành và trung tín để tiếp tục phục vụ Ngài. Amen. Quý vị thính giả thân mến, quý vị có phải là một Ba-na-ba trong hội thánh của mình không? Ba-na-ba thật đáng khen, giúp đỡ ông Mác thử rèn vượt qua, hết lòng hầu việc Chúa Cha, sẽ chia phước hạnh gần xa bao người. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.